Đài Sài Gòn Network TV 51.3 hân hạnh giới thiệu chương trình Sức khỏe tâm thần để giới thiệu đến các bạn bệnh mất ngủ, bệnh trầm cảm, bệnh lãng trí, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh tự kỷ, bệnh lưỡng cực, cùng nhiều bệnh khác. Cùng với bác sĩ Hải Lê, Elizabeth Thi Nguyễn, Trần Văn Thọ, Teresa Bùi, Nam Nguyễn. Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Teresa Bùi, bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn và bác sĩ Hải Lê. Chào các bác sĩ. Teresa xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần. Chào bác sĩ Tom, chào bác sĩ Elizabeth, bác sĩ Hải. Tôi tên là bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn. Tôi kính chào quý khán giả đang coi đài Sài Gòn Network. Chào anh Tom, chào bác sĩ Teresa và bác sĩ Hải. Mình là bác sĩ Hải, cũng xin kính chào quý khán giả đang theo dõi SGN. Xin chào luật sư Tom, xin chào bác sĩ Teresa and bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn. Và đề tài ngày hôm nay, mời bác sĩ Hải. Dạ, xin thưa anh Tom và thưa quý khán giả đang theo dõi SGN. Đề tài ngày hôm nay là và bác sĩ sẽ nói về những cái thuộc trong cái sức khỏe tâm thần, chữa bệnh tâm thần. Thì là trong sức khỏe tâm thần này có một vài loại thuộc nó rất là phổ biến, như là thuộc về chữa cái bệnh trầm cảm, hoặc là thuộc chữa về bệnh lưỡng cực, hoặc là thuộc chữa về bệnh tâm thần phân liệt, hoặc là thuộc chữa về bệnh thường thường mình bị gọi là lo âu đó, rối loạn lo âu, hoặc là những cái loại thuộc khác như chữa bệnh về gọi ADHD, làm cho mình đặc biệt là trẻ con đó, nó có thể focus hoặc là tập trung tốt hơn. Còn loại thuộc nữa là loại thuộc về mất ngủ. Thì là những cái loại thuộc này rất là phổ biến trong cái sức khỏe tâm thần. Và mục đích của cái ngày hôm nay là mình có thể nói về những cái phản ứng phụ của thuốc chẳng hạn, những điều cần biết khi mà dùng những cái loại thuốc này, và gọi là mình cái expectation là như thế nào. Vì cái thuốc tâm thần á, tùy theo cái loại của nó là có những cái điểm khác so với những cái thuốc thông thường chữa bệnh như là cao máu, cao đường, hoặc là chữa bệnh đau chẳng hạn. Thành ra nếu như mình biết về những loại thuốc này hơn thì mình có thể theo lời bác sĩ là mình uống, mình còn có những cái trường hợp khác là mình có thể đề phòng, hay là mình có thể biết những gì cần phải làm khi mà gia đình chẳng hạn như là mình có thai, hay là mình cảm thấy uống mà là có những cái tác dụng phụ, là mình những cái gì mình cần biết, cho nên có thể báo lại với bác sĩ để người ta điều chỉnh cho mình. Theo những chương trình khác mình có nói là khi mà chữa bệnh tâm thần nó không phải chỉ chữa bằng thuốc không, nhưng mà có nhiều cách khác. Ngày hôm nay mình chỉ nói về thuốc thôi, phải không ạ? Dạ. Mời một trong bác sĩ giới thiệu cái loại thuốc đầu tiên. Hồi nãy bác sĩ Hải đã nói một số rồi, mình phải vô mình tham yêu cầu vô chi tiết về một cái loại thuốc đầu tiên. Dạ thưa anh Tom, dạ thưa quý khán giả, thì một trong những cái loại thuốc mà những bác sĩ tâm thần và bác sĩ gia đình kê đó là nó gọi là antidepressant. Là cái loại thuốc này là trong một trong những cái thuốc mà kê nhiều nhất. Cái thuốc này đó là nó gọi antidepressant, là những cái thuốc mà nó chống trầm cảm. Và cái những cái thuốc này nó không phải là nó chữa những cái bệnh trầm cảm không, mà nó có thể chữa những cái bệnh mà lo âu quá mức, những cái bệnh mà panic attack, những cái bệnh hoảng sợ, hoảng hốt, những cái bệnh mà PTSD là những cái rối loạn hậu chấn thương tâm lý, và nó có thể chữa những cái bệnh mà OCD. Trong cái nhóm này là nó cũng có nhiều cái loại thuốc khác nhau. Nó có thuốc như là Zoloft, như là Paxil, Prozac, Celexa, Lexapro, những cái thuốc như vậy. Và trong cái nhóm mà antidepressant á, thì là nó cũng có những cái thuốc mà mình gọi là cũ rồi, như là TCA, là amitriptyline, imipramine, và những cái thuốc nó gọi là MAOI inhibitor. Mà chắc hôm nay đó thì là chắc nói chuyện về những thuốc SSRI không, là Zoloft, Paxil, Prozac, tại vì những cái thuốc này là những cái thuốc mà thường kê toa nhiều nhất. Còn những cái thuốc kia thì là cũng không có, nhiều bác sĩ cũng không có thường xài. Như bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn vừa nói đó, là cái loại SSRI, là Prozac, là Zoloft, là bác sĩ bên Mỹ này nó kê rất là phổ biến, đặc biệt là cho cái bệnh là bệnh về trầm cảm đó. Những cái bệnh khác như bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn vừa nói là thì cũng có chữa. Thì đặc biệt về bệnh trầm cảm thì những cái loại thuốc này thường thường mình uống á,
thì mình phải uống mỗi ngày, hàng ngày, và là thường thường đến 4 đến 6 tuần sau đó mình có thể cảm thấy được là cái gọi là cái hiệu quả của thuốc. Thì khi người Việt mình hoặc là ngay cả bệnh người Mỹ vậy đó, người ta uống người ta nghĩ rằng là uống vô vài bây giờ sau là người gọi là hết bệnh liền, không phải như vậy. Thì cái đặc biệt rất là quan trọng mình phải uống hàng ngày, ngày nào cũng phải uống nó mới có tác dụng được. Side effect. Cái bệnh này cái thuốc này thì so với cái thuốc mà bác sĩ Elizabeth Thị Nguyễn nói là thuốc cũ đó, TCA đó, tricyclic đó, thì nó rất là an toàn hơn. Đó, tức là mình có thể nếu mà bị lỡ uống quá liều thì nó cũng có gây ra những cái gọi là rối loạn mà mang tính chất cấp cứu, chết người. Thì cũng có những cái side effect cả, thuộc nào thì đa số thuộc nào nó có side effect cả. Nhưng mà cái thuộc này side effect nó rất là không có cái loại là trầm trọng. Có những người uống thì là cảm thấy trong cái gọi là dây bao tử nó cảm thấy hơi khó chịu. Hay có những người bị có thể nôn một chút, mù nôn chút, nhưng mà cái này là khoảng 5-7 ngày sau là nó hết. Thường thường đa số là vậy. Còn có những người uống vô thì có bị hơi nhức đầu một chút. Thì thường thường mình biết thế này, ở cái này là có thể bị phản ứng của cái thuốc, thế này mình bảo cho bác sĩ, những cái bác sĩ người ta lại hạ cái độ xuống thì mình lại đỡ hơn. Có một điều muốn nói về cái loại thuốc SSRI này nữa là cái này thì người mà họ mà có cái gọi là phản ứng phụ là người ta sẽ biết, và bác sĩ cũng nên nói luôn đó là một số người cái uống thì cái gọi là like desire đó, thì là người ta gọi là cái nhu cầu một quan hệ tình dục, người ta cái nhu cầu người ta nhiều khi người ta là giảm xuống. Có những người ta không thích, tự nhiên như khi đặc biệt là có vợ chồng chẳng hạn, hay là quan hệ người này người kia chẳng hạn, thì cái đó là một trong những cái mà thông thường là bệnh nhân tới là complain. Đó, thì nếu như mình biết là cái này cũng có thể là bị giải thích bằng cái phản ứng phụ của cái thuốc SSRI này á, thì cũng nên báo cho bác sĩ biết vì cũng có cách giúp được. Còn có những cái triệu chứng phụ khác nhưng cũng không quan trọng lắm. Một trong những cái điều mà mình nên nhớ về cái thuốc chống trầm cảm mà bác sĩ Hải hồi nãy có nhắc sơ qua là có những người mà họ nghĩ là họ uống thuốc là họ sẽ cảm thấy đỡ liền. Thì cái thuốc trầm cảm là cái thuốc mà mình cần phải đợi ít nhất là 4 đến 6 tuần để mà mình thấy cái full effect, thấy cái kết quả của nó. Mà có rất là nhiều người ngay cả sau 4 đến 6 tuần đó họ vẫn chưa có đỡ hoàn toàn mà họ vẫn cần phải uống thuốc lâu dài thêm. Cho nên cái thuốc đó này không phải là một cái thuốc mà giống như là mình bị cao máu hay là cao đường mà mình uống là mình thấy có cái kết quả liền được, mà mình phải uống cái thời gian lâu dài. Thì một trong những cái điều mà bệnh nhân thường, nếu mà họ không hiểu được cái điều đó, họ có thể ngừng thuốc, họ nghĩ là họ uống một vài ngày họ thấy không đỡ, họ ngừng thuốc trong khi họ chưa có cho cái thuốc đó một cái thời gian đủ để cho cái thuốc nó có bắt đầu nó work trong cái cơ thể mình. Thêm nữa đó là nó rất là quan trọng là khi mà tới gặp bác sĩ lại đó, tại thường đó là bác sĩ kê toa, là quan trọng là gặp bác sĩ lại, tại vì không phải là kê toa uống xong rồi là xong thôi, mà cần trở lại và nói cho bác sĩ là những cái triệu chứng nào nó đỡ, những cái triệu chứng nào nó vẫn còn trong những cái lo âu trầm cảm như vậy, và cũng cho bác sĩ biết đó là những cái phản ứng phụ, những cái side effect là như thế nào, như là buồn nôn, như là nhức đầu. Và nó có nhiều cái side effect đó mà uống sau mấy ngày đó thì nó cũng có thể mà nó giảm bớt, mà nó có vài cái phản ứng mà nếu mà họ có đó họ cũng nên ngưng ngay, như là nếu mà họ uống cái thuốc mà nó làm cho cáu kỉnh hơn, làm cho kích thích hơn đó, thì là cái đấy là cũng ngưng được. Và lúc mà ngưng thì đừng có cảm thấy là những cái thuốc này nó không có hiệu quả hoặc là những cái thuốc này nó không có tốt, tại vì một cái thuốc mà nó có thể mà hiệu quả cho một người ấy, thì cái người khác nó có thể nó có những cái side effect. Thì vậy đó, như hồi nãy nói đó là cũng có nhiều những cái thuốc mà trong cái nhóm này á, thì là nên trở lại và nói những cái phản ứng phụ nào để cho bác sĩ có thể mà giảm độ hay là đổi tới cái loại thuốc khác. Cái thuốc này là thuốc mình mới nói về antidepressant. Thuốc này có bị ghiền không? Thường thường cái thuốc này nó không phải là ghiền, tại vì nếu mà mình nói đến cái định nghĩa của ghiền là khi mà cái cơ thể và cái tâm trạng của mình lúc nào mình cũng thèm muốn, mình không có là mình không được. Nhưng mà những cái thuốc này nó khi mà mình không có uống nữa thì có thể là nếu như những người mà bị trầm cảm mà nặng
mà bị trầm cảm lâu dài, có thể là họ sẽ có những cái triệu chứng đó lại, nhưng mà họ cần uống để mà ổn định cái tâm trạng của họ, chứ không phải là tại vì họ thèm, không phải là tại vì họ cần phải có cái thuốc đó. Antidepressant, depression tức là mình đang bị đầm, đang xuống phải không ạ? Mình đang xuống thì mình uống antidepressant là có phải nó làm cho mình hăng lên không? Có thể mình vui lên không? Nó không hẳn là nó làm cho mình hăng lên, nhưng mà luật sư Tom nói, nhưng mà Tom nhớ là lần trước có những lần mà mình nói về cái bệnh trầm cảm, đó là do chất dẫn truyền trong cái não của mình nó không có được thăng bằng, thì cái serotonin và những cái chất khác nó không được thăng bằng, thì thuốc nó giúp cho những cái lượng cái chất thuốc đó nó được thăng bằng hơn, thì nó làm cho cái cảm xúc của mình nó được ổn định hơn. Nếu như mà mình bị buồn mà bị trầm cảm vì những cái lý do khác, thí dụ như trong nhà có người qua đời hoặc là không có công ăn việc làm, dĩ nhiên thuốc nó không có thể nào mà nó fix, nó không thể nào mà nó làm tất cả những cái đó nó go away được. Nhưng mà nếu mà tâm trạng mình nó ổn hơn thì mình cảm thấy như mình có thể đối diện, mình có thể thích nghi với những cái việc đó nó dễ dàng hơn. Cái thuốc này có phải nó cũng phải gọi là mood stabilizer luôn hay là cái đó là thuốc khác mà bác sĩ? Cái mood stabilizer là cái loại thuốc khác. Cái mood stabilizer mà tiếng là cũng nói là những cái thuốc mà để cho giúp những người mà bị bipolar, bị lưỡng cực. Còn cái này antidepressant là nó giúp cho trầm cảm, lo âu, OCD, PTSD, panic attack. Thì nếu như luật sư Tom nhớ là khi mà mình nói tới bipolar là người có hai cái cực khác nhau. Một lúc thì người ta có hưng cảm, cảm thấy như cuộc đời rất là vui vẻ, người ta có rất là nhiều energy, bên kia thì lại có cái depression, lúc mình buồn bã, mình vô vọng, mình thất vọng, mình không muốn làm gì hết. Thì cái mood stabilizer là cái thuốc nó làm ổn định cái tâm trạng của mình để cho mình đừng có quá cao và đừng có quá thấp. Thì nó chữa, như bác sĩ Elizabeth nói là chữa cho bệnh bipolar, thì nó khác với cái trầm cảm là như vậy. Cảm ơn các bác sĩ. Nãy giờ mình nói tới, nãy bác sĩ Hải có nói tới 5-6 loại thuốc lận. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát và sẽ nói về những loại thuốc khác về bệnh tâm thần.